Trở lại với chương trình tin tức, thưa quý vị, sau đây là những phần tin Hoa Kỳ. Ông Trump hứa rằng sẽ đánh thuế 100% với các nước nào mà rời bỏ đồng Mỹ Kim. Nếu như đắc cử Tổng thống, ông Trump cam kết sẽ khiến cho các đồng minh hoặc là đối thủ của Mỹ phải trả giá đắt nếu những nước này không sử dụng đồng Mỹ Kim trong các giao dịch quốc tế. Thông tin này được ông Trump đưa ra tại buổi vận động tranh cử ở Wisconsin vào cuối tuần. Đây là kết quả sau nhiều tháng thảo luận giữa ông Trump và các cố vấn kinh tế của ông về biện pháp trừng phạt đối với các đồng minh hoặc là đối thủ cố tình tham gia vào các hoạt động thương mại song phương bằng những loại tiền tệ khác ngoài đồng Mỹ Kim. Ông Trump từ trước đến nay luôn ủng hộ các chính sách bảo hộ thương mại, cho biết là đồng Mỹ Kim đã gặp khó khăn nghiêm trọng trong suốt 8 năm qua. Ông Trump cũng muốn đồng Mỹ Kim tiếp tục giữ vai trò là đồng tiền dự trữ của thế giới, trong bối cảnh các quốc gia như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, Nga và Nam Phi đã thảo luận về vấn đề phi Mỹ Kim hóa tại hội nghị thượng đỉnh hồi năm ngoái. Cũng trong buổi vận động tranh cử ở Wisconsin, ông Trump cho biết ông ủng hộ việc sửa đổi tu chính án 25 của Hiến pháp Hoa Kỳ nhằm cho phép phế truất một phó tổng thống nếu như vị này nói dối hoặc là tham gia vào âm mưu chính trị để nhằm che đậy sự bất lực của Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Trump có vẻ như là muốn ám chỉ những cáo buộc mà Phó Tổng thống Kamala Harris cố tình che giấu về tình trạng sức khỏe của Tổng thống Joe Biden sau màn tranh luận với ông Trump hồi tháng 6. Hiện nay, nhóm vận động tranh cử của bà Harris vẫn chưa đưa ra bình luận gì về phát biểu của ông Trump. Tiểu bang California nằm trong nhóm 5 tiểu bang được xem là tệ nhất đối với những người về hưu tại Hoa Kỳ. Theo bảng xếp hạng mới nhất của trang web tài chính cá nhân mang tên là Bankrate cho hay, xếp hạng các tiểu bang tốt nhất và các tiểu bang tệ nhất cho những người về hưu tại Hoa Kỳ dựa trên 5 yếu tố như sau: giá cả, phúc lợi, chi phí và phẩm chất khám chữa bệnh. Bên cạnh đó là khí hậu và sau cùng là tình hình tội phạm. Tiểu bang California đứng hàng thứ 47 trên bảng xếp hạng của Bankrate, giữa tiểu bang North Dakota xếp hạng thứ 46 và tiểu bang Washington xếp hạng thứ 48. Còn tiểu bang New York xếp hạng thứ 49. Tiểu bang Alaska xếp hạng thứ 50. Trong khi đó, tiểu bang Delaware là tiểu bang tốt nhất cho những người về hưu. Kế tiếp là Virginia, Georgia, South Carolina và tiểu bang Missouri. Bảng xếp hạng nói trên cũng cho biết rằng vùng Trung Tây và miền Nam của Hoa Kỳ có 5 tiểu bang đứng đầu, còn vùng Đông Bắc và miền Tây của nước Mỹ có 5 tiểu bang đứng chót. Phần lớn là do khác nhau về chi phí sinh sống. Một nữ cảnh sát viên quận hạt ở tiểu bang Utah bị người cha ruột sát hại. Một người đàn ông ở Utah đang bị truy nã về tội giết người và bị tình nghi sát hại con gái ruột, đang làm cảnh sát viên cho Salt Lake County. Người đàn ông này tên là Hector Ramon Martinez Ayala, năm 14 tuổi, là cư dân của Tully, đã nhắn tin thú nhận với người anh ruột của mình rằng đã phạm một sai lầm rất lớn trước khi bỏ trốn ra khỏi nước Mỹ và dùng thẻ ngân hàng của con gái để rút tiền. Công tố viên cho hay trong hộp sơ nộp lên tòa án, nạn nhân là cô Maria Martinez, 25 tuổi. Theo ông Kobe Bentley, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Tully cho biết, cô Martinez bắt đầu làm cảnh sát viên cho nhà tù cho Sở Cảnh sát Salt Lake City hồi tháng Giêng. Nữ cảnh sát này từng sống chung với người cha ở Tully, phía tây của Salt Lake City, tới khi bị ông này liên tục nhắn tin, theo dõi và rình rập, khiến cho cô phải dọn ra khách sạn vài ngày để ở. Ông Martinez đã lén theo dõi người con gái trong suốt nhiều tháng và những tin nhắn mà bị cáo gửi cho nạn nhân giống như là của người yêu đang ghen tuông chứ không phải là của người cha. Cô Martinez còn tìm thấy giỏ đồ lót của cô ở trong phòng của người cha, theo lời công tố viên cho biết. Và giữa tháng 7, ông Martinez đã gài thiết bị theo dõi ở trên xe của người con gái trong lúc cô đi ngoại quốc. Và sau đó thì ông dùng thiết bị đó để dò ra cô và bạn trai của cô gần nơi đi bộ tập thể dục. Khi trở về nhà vào sáng ngày 31 tháng 7, cô Martinez đã bị người cha bóp cổ. Cảnh sát tìm thấy thi thể của cô ở trong phòng ngủ vào hôm 1 tháng 8. Ngoài tội giết người, người cha là Martinez còn bị truy tố về tội đại hình, cản trở công lý, ăn cắp thẻ ngân hàng, theo dõi lén và tội tiểu hình là ăn cắp danh tính của người khác. Ông này được cho là đã rời khỏi đất nước và hiện nay đang bị truy nã. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ phát hiện một người mắc bệnh cúm gia cầm, nhưng người này không hề tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh. Chính phủ Hoa Kỳ vừa thông báo một người ở tiểu bang Missouri có kết quả xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm mà người này lại không tiếp xúc với động vật bị nhiễm bệnh. Theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức là CDC, cùng với Sở Y tế và Sở Dịch vụ Nhân sinh cho những người cao tuổi tại Missouri. Bệnh nhân là một người trưởng thành và có bệnh mãn tính, được đưa vào bệnh viện hôm 22 tháng 8 vừa qua. Kết quả xét nghiệm cho thấy người này bị nhiễm cúm H5 hay còn gọi là cúm gia cầm. Bệnh nhân được cho uống thuốc kháng virus, sau đó phục hồi và được cho về nhà. Trả lời hãng thông tấn AFP, Tổ chức Y tế Thế giới tức là WHO cho biết rằng họ sẽ tiếp tục điều tra về tình trạng bị nhiễm bệnh của người này theo chỉ định của các nhà chức trách cấp quốc gia và tiểu bang để cung cấp các thông tin cho các hoạt động phòng ngừa cũng như ứng phó tiếp theo. Bà Kerfo nói thêm rằng Tổ chức Y tế Thế giới ủng hộ mạnh mẽ cho những cố gắng của Hoa Kỳ trong việc giám sát bệnh cúm gia cầm ở người, đồng thời đề nghị cần phải giám sát chặt chẽ hơn tình trạng bệnh ở vật nuôi để bảo vệ cho sức khỏe của cả động vật lẫn con người. Theo dữ liệu của Liên bang Hoa Kỳ, thì trường hợp nói trên đã nâng tổng số các trường hợp nhiễm cúm gia cầm trên toàn nước Mỹ lên tới 14 người trong năm nay và là người đầu tiên không hề tiếp xúc với động vật. Tất cả các trường hợp trước đây tại Hoa Kỳ đều làm việc trong các trang trại chăn nuôi. Cúm H5 thường gặp nhất là ở các loài chim hoang dã và gia cầm tại Hoa Kỳ, nhưng gần đây loại virus này được phát hiện ở loài động vật có vú, bao gồm cả bò sữa. Loài cúm này có thể gây nhiễm cho con người thông qua tiếp xúc gần với động vật bị nhiễm bệnh hoặc là môi trường bị ô nhiễm. Và sáng Chủ nhật 8 tháng 9, cảnh sát vẫn đang truy nã một tay súng ở tại một vùng nông thôn thuộc về miền đông nam của tiểu bang Kentucky, ngay gần xa lộ liên bang I-75. Nhà chức trách cho biết có 7 người bị thương trong một vụ xả súng và một vụ đụng xe. Vụ xả súng huy động nhiều cơ quan thực thi công lực ráo riết truy nã nghi can. Văn phòng cảnh sát ở quận hạt Laurel cho biết trong một bài viết trên Facebook xảy ra khi mà một tay súng bắn nhiều người đi đường ngay gần xa lộ I-75. Cảnh sát nhận được lời trình báo vào khoảng 5 giờ 30 chiều ngày hôm trước về vụ nổ súng dọc theo xa lộ I-75. Khi họ có mặt ở tại London, là một thành phố nhỏ với khoảng 8.000 cư dân cách Lexington khoảng 75 dặm về hướng Nam, thì họ thấy xe cộ ngổn ngang ở bên lề của xa lộ I-75 tại lối exit 49. Người dân đứng hai bên đường và đèn báo khẩn cấp khắp nơi, vết đạn và cửa sổ bị bắn bể nát và có 9 chiếc xe bị lãnh đạn. Có 5 nạn nhân trúng đạn và tất cả đều ổn định vào sáng Chủ nhật, mặc dù một số nạn nhân bị thương vô cùng là nghiêm trọng, thậm chí một người đã bị bắn vào mặt. Hai người khác bị thương trong vụ đụng xe. Giới chức tin rằng chỉ có một kẻ xả súng, đồng thời cho biết là họ không tin vụ nổ súng xảy ra do ẩu đả giữa đường. Cảnh sát quận hạt Laurel xác định một kẻ tình nghi dính líu đến vụ nổ súng, nói rằng cảnh sát nên cẩn trọng vì nghi can có thể trang bị vũ khí và manh động, đồng thời không một ai nên đến gần nghi can. Danh tánh của nghi can là Joseph A. Couch, là một người đàn ông da trắng 32 tuổi, và bất kỳ ai biết được về nghi can này, thông tin đang ở đâu, đều được yêu cầu phải gọi cho trung tâm 911 của quận Laurel. Vâng, tiếp theo phần tin Hoa Kỳ. Xu hướng đi ăn một mình rộ lên tại nước Mỹ. Theo trang web đặt nhà hàng có tên là OpenTable, thì số lượng đặt chỗ cho các bạn ăn một mình đã tăng lên tới 29% trong 2 năm qua tại nước Mỹ. Debbie Sue là tổng giám đốc điều hành của trang mạng OpenTable cho rằng chế độ làm việc từ xa là một trong các lý do khiến cho thực khách tìm kiếm sự nghỉ ngơi khỏi văn phòng tại nhà của họ bằng việc đi ăn một mình. Giáo sư Anna Matila làm việc tại trường đại học Penn State đã nghiên cứu nghiêm túc về xu hướng ăn uống một mình. Bà cho biết như sau: đại dịch Covid-19 khiến cho những vấn đề giao kết xã hội trở nên ít hơn, việc đi ăn bên ngoài cũng trở nên ít quan trọng hơn. Thêm một lý do lớn nữa đó là điện thoại thông minh giúp cho con người cảm thấy kết nối được dễ dàng hơn với người khác, ngay cả khi ở một mình. Theo Trung tâm Nghiên cứu PW, thì sự gia tăng xu hướng nói trên còn do càng ngày càng có nhiều người sống độc thân. Năm 2019, có 38% số người từ 25 tới 54 tuổi tại Hoa Kỳ sống mà không có bạn đời, tăng từ mức 29% của năm 1990. Những tiệm ăn thuần chay sang trọng như là Avant Garden ở New York đã quyết định thuê nhóm cố vấn Lightspeed nhằm điều chỉnh không gian và thực đơn theo nhu cầu của người ăn uống một mình. Chủ quán là Drew Brady cho biết như sau, nhóm thực khách này chiếm khoảng 8% số khách hàng của họ và nhấn mạnh rằng dịch vụ phục vụ thực khách đi ăn một mình sẽ là hướng đầu tư thường xuyên lâu dài của công ty này. Một thanh niên gốc Việt đã gây ra tai nạn liên hoàn bởi vì lái xe trong lúc say rượu. Người thanh niên gốc Việt này tên là Tâm Nguyễn, 28 tuổi, ở tại Fargo, vừa bị bắt giữ vì tội lái xe trong lúc say rượu sau khi lủi vào một căn nhà. Theo Valley News Live đưa tin, người này bị áp giải tới sở cảnh sát Fargo để lập biên bản trước khi bị đưa tới nhà tù của quận hạt Cass ở North Dakota. Vào hôm Chủ nhật sau 2 giờ sáng, cảnh sát ở Fargo nhận được lời trình báo liên quan đến một tai nạn do một chiếc xe hơi gây ra ở tại dãy đường 1300, đường số 5, Street South. Khi tới nơi, cảnh sát xác định Tâm Nguyễn lái chiếc xe đi về hướng Tây của đường số 13 trước khi chạy về hướng Nam của đường số 5. Cảnh sát cho biết để chiếc xe chạy lên lề đường, tông vào bảng báo giới hạn tốc độ và băng qua đường số 5 trước khi đâm vào một cái cây. Sau đó, Tâm Nguyễn cho chiếc xe cán qua cái cây, tông văng thùng đựng nước mưa tại một nhà máy lọc nước và rồi đâm vào cột đèn trước khi tông vào cửa trước của một căn nhà gây ra hư hỏng không nhẹ. Giới chức cho biết người đàn ông này đang cố gắng thoát thân bằng cách là lùi xe lại nhưng không thể là bởi vì chiếc xe bị hư hỏng nặng. Cảnh sát cho biết Tâm Nguyễn thú nhận hành vi điều khiển chiếc xe và uống rượu trước đó. Cảnh sát thực hiện các bài kiểm tra mức độ tỉnh táo tại chỗ, sau đó đo nồng độ cồn, cho thấy nồng độ cồn trong máu của người đàn ông này cao hơn gấp 2 lần mức cho phép.